Phúc đi, Phúc. Phúc đi. Phúc. Một ngày bận rộn của vợ chồng em nha các bác nhé. Đây là những chú chim non thì em phải bón trước khi gửi đi. Thì đây là những cái đơn. Ví dụ như các bác, đây là mỗi một con chuột này em đều để vào một ngăn. Đấy, mỗi một con chuột em đều vào một ngăn. Dán vào đi. Đấy, em để cỏ vào trong. Thì bác này bác đi lấy về Thanh Trì Hà Nội này. Chuột. Thì hôm nay có đặc biệt là em gửi đi Sài Gòn. Rất hay, chim rất thuần, ăn uống rất tự nhiên. Rồi những chú chim năm chú. Thì đây là bác người bác cứ chuyển khoản rồi, bạn gửi về 96 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn Bình Định như các bạn nhé. Đấy. Thì đây là những cái thông điệp, thông tin của em. Đó, hàng ngày thì buổi sáng thì em gửi lúc 6:20. Thì những cái đơn này thì em cũng có chuẩn bị từ tối hôm qua rồi. Đây là những cái đơn về Ba Đình Hà Nội. Đây. Ba Đình Hà Nội. Rồi cái đơn này em gửi về Thanh Hóa. Nam Kida, thành phố Thanh Hóa. Tiếp theo thì em gửi về Quảng Ninh. Đây là bạn này, bạn gửi về Quảng Ninh. Tiếp theo thì em gửi về gửi thì gửi xe Thái Bình nhưng mà đi về Nam Định nhé các bạn nhé. Đấy, gốm đệ nhất, đệ tứ. Và em gửi về Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Rồi như vậy là của buổi sáng hôm nay thì em cũng gửi khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo. Đã đến giờ em phải đi rồi. Số điện thoại 0335305982 các bạn nhé. Vu đi, vu, vu, vu. Xuống đi, nhanh, ai được. Nhanh lên, hết giờ, xe chạy rồi, nhanh lên, để xuống chân đấy. Để bê tông đấy, để dưới chân bê tông ấy, để xuống, để khuân tiếp cái khác, nhanh lên. Nhanh lên. An. Khuân xuống đi, đấy, nhanh lên. Xe là đến rồi kìa, đấy, nhanh lên, như ý nhanh lên. Nhanh lên. Khênh xuống. Khênh xuống nhanh lên. Rồi. Về đâu đây? Đọc lên. Đây là về Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định này. Đó. Rồi đây là về gì đây? Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội này. Đây là về Thanh Trì, Hà Nội này. Đây là về Cây Đa, thành phố Thanh Hóa này. Và đây là về Thái Bình, Nam Định. Đấy. Tiếp theo là đóng cửa xe vào đi. Về Quảng Ninh này. Lấy cho bố cái bút ra đây. Nhìn này, này bút ghi ra đây. Ba Đình, Hà Nội. Đây, gạch bỏ cái Quảng Ninh này đi, anh ấy đổi ý lấy ở Mỹ Đình đi. Sửa đi. Gạch chữ Quảng Ninh thì ghi chữ Mỹ Đình vào đấy cho bố.
Như Ý Nam luôn cho bố đi, gạch chữ Quảng Ninh ghi chữ Mỹ Đình vào đấy. Xe đến rồi, các bác thân mến, xe đang ở đằng trước kia rồi. Xe đang ghé đường Xi Nhan kia rồi. Rồi ok. Chuẩn bị xếp lên hàng đi. Bỏ cặp xuống giao ấy đi. Không. Xếp lên xe đi con. Như đi đâu? Lên đi. Nhanh. Con không phải lái chim bà, nữa. Bà vừa chê tôi ít hàng hôm nay bà choáng chưa? Như vậy là ba bố con em đã hoàn thành nhiệm vụ. Lên xe nhanh lên đi học luôn nhanh lên. Áo đâu? Nhanh lên. Nào, anh ấy vừa làm gì cho bố nhỉ? Hả? Làm gì cho bố? Làm gì cho bố? Làm cái nhà cho bố. Gì? Làm cái nhà cho bố. À, chuyển hàng cho bố à? Bố làm gì? Bố làm nghề gì? Gọi chim. Ừ, chim gì? Gọi. Ừ, gọi là thao gì nhỉ? Gọi thao. Thao gì? Thao chi kênh chim cô gái gì nhỉ? Kênh chim cô gái 2. À, rồi ok. Số điện thoại? 0335359982. Đọc chậm lại xem nào. 0335305982. Rồi, ok. Bây giờ đi mua cái gì? Que. Que gì? Cái tính. Ừ, rồi, ok. Con học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 cô nào? Cô Hà. Ừ, rồi, ok. Mai lại gửi chim nhá. Ừ. Em gửi đi bên xe Vũng Tàu nhá. Người đi bên xe Vũng Tàu. Chim rất đẹp luôn. Đuổi đuổi chim đi cho nó bay. Rất đẹp chim. Đi này rất là khỏe mạnh luôn. Đây em gửi đi Cổ Nhuế Hà Nội, em gửi đi Hà Nội, em gửi đi Điện Biên và đây em gửi đi bên xe Vũng Tàu luôn các bạn nhé. Giờ này em đang đợi xe. Đây là trang trại đà điểu Thị Phương, nhà em ngay ở ngã ba đây luôn, gần cái trạm điện này các bạn nhé. Hai bố con em đang đợi xe, đang gửi. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru mùa mầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái, má ngỗng, phấn hồng, ầm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng,
Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, tràm hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống thả điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men VC. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chạm niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.